Rồi, em xin chào toàn thể chị và bà con nha. Lời nói đầu tiên chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay em sẽ không quay xe mà em lên em sẽ diễn giải một cái hành động của anh khách. Thì vừa qua thì anh khách này anh có mua chiếc xe bên em. Thì nói chung thì anh này cũng khá là lươn lẹo. Thì hôm nay em sẽ cho anh em mình xem những cái nội dung và tin nhắn của anh khách này. Thật sự là ngày trước giờ chưa bao giờ em bán xe mà gặp một trường hợp anh khách nào như anh này luôn. Đó, thì sự việc là anh này ngày trước ảnh là ở bên Trà Vinh, ảnh có qua mua chiếc xe của em là anh đặt cọc chiếc Morning đó, chiếc Morning này số sàn đó, thì anh đặt cọc thì rồi cái anh để anh kêu em làm hết cái này khi chảnh luôn đó, mà khi tới chừng ngày anh qua là anh đặt cọc như cũng 5-6 ngày mới qua. Xong cái anh qua anh thấy con Matic tự động của em đẹp quá anh mới đổi qua, em nói rồi ok thì giờ anh đổi anh chịu lỗi em 2 triệu đó, anh chỉ mất 2 triệu thôi. 2 triệu là gì? 2 triệu là cái lọc cái duyên của chiếc xe em. Tại thời gian em để cũng mấy ngày rồi em làm theo ý ảnh nữa, cũng như em đâu có lời những ngày nào đâu. Xong em vẫn sẵn sàng em đá qua cho anh lấy con Matic tự động của em đó, mà khi mà anh lấy qua con Matic tự động á thì đâu có đem coi giá là bao nhiêu nè đó, lấy em Matic tự động này nè thì mình để cho anh là 100, anh em chờ em tí nha, 140 mấy triệu ha anh chị ha. À, 140 mấy triệu thôi, đời này là 2006, 2007 gì đấy, cũng khá là lâu rồi, cũng em bán anh này cũng cái gần 1 năm rồi anh chị đó. Thì anh có lên YouTube em anh bình luận thế này nè, anh em mình coi để em cho anh em mình xem ha. Tại đây Hiếu đó, anh có lên trang YouTube em anh nói là tôi mua chạy được 5 ngày nằm đường luôn, nằm ngay Bến Tre luôn mới ghê, mà bao chạy 1 tháng biến mất tiêu. Thật sự anh này nếu mà anh nói không có từ biến mất tiêu là em cũng không có cần trả lời đâu. Anh nói em là biến mất tiêu rồi, khách của em hỏi nè, rồi cuối cùng sao bạn đó, em mới hỏi anh xe nào, em mới nhớ ảnh, em mới trả lời ảnh nè. Em mở tin nhắn cho anh em mình xem ha. Nè, lúc ảnh mua xe em là ngày 15 tháng 7 anh chị ha, 15 tháng 7, ủa chứ mới đây à, mới nửa năm anh chị ha, 15 tháng 7 nè. Anh nhắn tin số tài khoản ngân hàng qua giùm để tranh thủ. Xong ngày 15 tháng 7 là anh chốt đúng không đó, rồi xong em mới gửi, xong ảnh qua anh mua đó, 15 tháng 7 qua anh mua đó, anh lấy về anh xài. Xong anh mới hỏi mật khẩu cái màn hình thì em nói em không biết đó. Xong anh mới hỏi em, nó không biết cái đó, anh cứ reset lại là xài được, tại cái mật khẩu này đã anh vô để anh xài cái định vị gì đó, đó màn hình Android ha đó. Thì sau đó em mới nhận lại giấy, em mới ký cho ảnh, ảnh về ảnh mới quay clip xe ảnh, em nói quá dữ, anh lên đồ chơi ha, anh nói ca ca, anh nhắn tin ghi âm đồ cũng nhiều lắm. Thế anh thật nơi nếu có muốn sang tên luôn được không, tại vì vợ muốn như vậy thì phí khoảng nhiêu tiền. Thì em cũng báo rõ là phí rút hồ sơ là từ 2 đến 3 triệu, rút từ 15 đến 30 ngày. Rồi xong một cái mới gửi mình rút đó anh chị ha. Đó, anh gửi mình rút. Xong đó, về anh mới quay clip, anh chạy thử rồi nè. Anh mới sau này nếu mà có khách anh sẽ dẫn qua kiếm chị Innova 7 chỗ nữa. Ok, cái mới nói là ok, cảm ơn anh. Anh ấy hứa mình luôn ha. Tài Vinh chuẩn bị bán 20 chiếc E10 nữa, taxi mua không? Em mới nói là không mua. Đó. Xong anh mới về, anh mới gửi xe, anh mới hỏi. Anh mới hỏi là anh mới điện em hỏi là lỗ bao nhiêu, em mới nói là lỗ tháng đầu là lỗ 15% nha anh. Đó, anh nói thôi chiếc này em quá để chạy luôn đó. Rồi xong anh mới nhờ em hỏi là nhờ em mua cái miếng cách nhiệt cabo cho ảnh luôn đó, rồi mình cũng sẵn sàng mình điện mình hỏi mình mua giùm cho ảnh luôn, mình giúp tận tình ảnh mua xe mình, ảnh hỏi mình giúp mình mua làm gì mình cũng giúp cho ảnh hết trơn đó. Rồi xong anh mới nói là từ cái ngày 31 tháng 7 nè, anh em nhìn là ngày mua nè, ngày mua là ngày 15 tới ngày 31 tháng 7 là anh em biết không, 16 ngày thì xe nó bị hư nhẹ, nó bị hư cái này nè. Rồi tới ngày 16 tháng 7 đây anh ơi, đâu nè, ngày 31 tháng 7 là 16 ngày, em nói là xe chết máy Huyền Bình Đại, có thể nhờ thợ kiểm tra giúp được không, chi phí mình trả cho gấp lắm, cứu hộ về nha. Rồi mình mới nói là ok để mình kêu cứu hộ đó, mà khi mình kêu cứu hộ rồi thì xe ảnh mới chạy được bình thường. Thì mình mới hỏi là anh kêu cứu hộ rồi thì giữa chừng thì giờ xe rồi giờ sao, mà trong khi đó cái cứu hộ từ Tiền Giang mà qua tới Huyện Bình Đại tới 1 triệu mấy lận, anh nói là gửi cứu hộ 200 ngàn giúp mình, xe chạy được rồi đứt cầu chì đó. Mà ảnh lên mạng thì anh nói với em là xe chạy mới có 5 ngày nằm đường luôn mà biến mất tiêu đó, anh em thấy đúng không, thấy anh này nói lươn lẹo ghê chưa. Mà trong khi đó là mua tới hơn nửa tháng rồi xe nó bị đứt cái cầu chì thôi, tự rồi xong em chỉ khắc phục. Khi mình khắc phục được rồi, xe cứu hộ tới nửa đường rồi, anh mới hồi lại. Xong anh mới kêu là anh phụ tiền cứu hộ em, anh không phụ hết, em vẫn sẵn sàng luôn, nó ok. Em phụ trả tiền cứu hộ với anh. Đó, em mới nói rồi ok, em phụ trả tiền cứu hộ với anh luôn. Đó, mà trong đó chiếc xe bị đứt cầu chì, anh em nghĩ mình mua chiếc xe Matic đời 2006, 2007, 10 mấy năm rồi mà anh chạy hơn nửa tháng trời đứt có một cái cầu chì thôi.
mà anh lên mạng anh nói em á là bán xe xong rồi biến mất tiêu, rồi xe hư nằm đường giữa đường mới có 5 ngày, mà trong khi đó là anh mua này mười mấy ngày rồi, thấy không anh em ha. Rồi xong rồi em mở đây cho anh em xem nữa nè, để anh Hiếu. Xong bây giờ anh mới nói anh chuyển qua giấy tờ cho em nè, anh mới chuyển giấy tờ cho em, anh kêu em tranh thủ giúp cho ảnh. Rồi ok tranh thủ, rồi xong về anh mới quay xe, rồi anh nói xe anh chạy êm quá nè, không nếu tôi rồi nè, anh nói là nếu bán rồi kiếm tôi chiếc thứ hai nữa nha, mà nó chạy quá êm, anh nói là mà nó chạy quá êm nên đang suy nghĩ không muốn bán anh chị ha. Đó xong rồi giấy tờ mình mới làm xong nè, giấy tờ mình xong mình mới gửi qua cho ảnh đó, đó mình đang làm cho ảnh nè ha. Đó anh mới nói là tháng sau em nói anh nói là tháng sau nếu sang tháng em lấy chiếc này thì bên Thịnh kiếm chiếc 7 chỗ nữa nha. Đó anh nói còn dặn mình là mình kiếm chiếc 7 chỗ cho anh đó ha. Đó anh nói vài bữa anh đi Đà Lạt gì nữa đó. Đó rồi cái lúc này là xong rồi nè, lúc này mình rút hồ sơ rồi nè, xong rồi anh mới gửi cho mình những cái clip xe nè, thông báo anh em nè, cái clip mình quay ha. Mình mới hỏi anh là sao, anh nói là thấy anh em họ thích chiếc này, không biết bị gì mà để khoảng 3-4 hôm chạy máy chạy được êm, mới máy chạy được êm, khi tôi chạy bình thường thì anh nói sao đó? Mà đề lên khoảng 3-4 mới máy chạy được êm, có nghĩa là cái nhiều khi cái đề này đây anh chạy cũng mấy tháng rồi ha, nhiều khi cái này anh nói là nhiều khi cái công tắc đề mà nó bị yếu hay sao nè. Rồi anh điện em không nghe, em mới điện hỏi xe bị sao, cái mới hỏi là nếu bán chiếc xe này thì kiếm chiếc tầm hơn 200 thì chiếc tàu lửa nó ok. Rồi xong rồi cái lúc này mình vừa lúc hồ sơ xong các anh chị ha, đó mình mới hỏi nè, cái anh mới gửi anh chào xe mình không mua ha, mấy cái hình xe này anh chào cho mình không mua đó. Rồi anh mới hỏi em là xe này hôm nay mua cũng được hơn một tháng rồi, cái này là ngày 18 tháng 8 là hơn một tháng anh em ha, là 2 tháng á, có nghĩa là tháng 7 tháng 8 là 2 tháng, mà mình vẫn nói ảnh là lỗ 10% đó, mà anh không chịu bán với mình. Rồi sau đó ảnh mới đi lên mua, ảnh đi lên ảnh coi xe ở những anh em ở Bình Dương, Sài Gòn, là ảnh lên chai ra những anh em là quen của em thôi, ảnh lên nói xấu em, nói xe em mới bán mà hư lắm trơn, bây giờ xe lỗi xe đụng lắm trơn, ảnh muốn đổi xe khác đó. Ảnh nói rằng Thịnh bán với xe lỗi không à, ở trong đó những anh em làm xe trên đó là toàn bạn em thôi, ai cũng điện vậy thôi, mày bán sao mà gặp thằng nào đàn bà mà nó nói xấu dữ vậy, bạn em phải nói vậy, mà em cũng không nói tiếng nào, em nói ừ thôi kệ, nhiều khi khách này gặp khách này khách kia đó, em cũng không nói gì hết đó. Xong mới về đó, anh mới qua đây à, anh chỉ anh em, anh mở đây anh em xem ha. Xong anh qua đây anh mới vừa em mới rút hồ sơ cho anh rồi, anh mới ra tên ảnh là tên là Nguyễn Trung Đủ nè đó, anh mới ra tên ảnh là Nguyễn Trung Đủ nè, khi mà rút hồ sơ ra tên rồi cho anh nhắn qua Zalo thứ hai của em nè. À, không biết hồi tối anh bình luận em vô, em nói có mấy câu rồi sao anh quỷ kết bạn em luôn rồi, không biết làm sao ha. Đó ra tên anh luôn rồi, lúc đó là mình kêu anh qua anh bán cho mình đi, anh chịu bán mình, anh lỗ có 10% à, là mua 140 mấy triệu là anh lỗ chỉ có 14 triệu thôi đó, nhưng mà đâu phải là lỗ 14 không, là nhiều khi muốn anh quay lại anh mua xe em vẫn bớt anh 5 triệu tiền mặt, tại bên em phương châm bán hàng á, nếu mà anh em nào bán lợi lỗ là em sẽ những khách hàng nào quay lại mua của em sẽ fix lợi từ 3-5 triệu đồng tiền mặt, ủng hộ tinh thần cho anh em ha. Thì anh nói với em là anh nói anh bán cho mình lỗ 40 triệu, cái em mới hỏi là vì bị lỗi đâm đít gì đó, mà lúc cái bán xe mình là ảnh đi dẫn thợ, anh xem ảnh đi 4-5 người lận, mình bao cho anh là xe đầu đít không cắn đụng, thì nếu mà bị cắn đụng anh phải nói chuyện với mình, anh qua anh đưa chiếc xe cho mình coi, anh nói tình trạng như vậy, mà bây giờ anh cũng chạy, anh chạy tới tháng 11 rồi anh em thấy không, anh chạy tới 3 tháng rồi, và anh về anh mới nói mình bị đâm đụng, anh bán cho người ta lỗ 40 triệu, cái em mới hỏi là tại sao không bán em, chứ em mới hỏi anh chứ anh định bán xe lại lời hả. Anh chạy 4 tháng trời, 3 tháng, à, từ cái hồi tháng 7 đến 11, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11 là 4 tháng. Anh chạy 4 tháng trời, anh lỗ 40 triệu, anh nói, anh gọi anh trách móc mình hỏi, ủa vậy chứ anh định bán xe anh lời hay sao, đúng không? Đó. Anh nói tính lỗ vừa thôi, chứ mà sao lỗ nhiều quá, em mới hỏi là tại sao không bán cho em cho đỡ lỗ. Đó, thì cái anh mới trả lời là anh nói tại cấp trước mua cao quá, giờ lỗ là điều tất nhiên. Và trong đó mình mua lại thì anh không bán, mà anh tự nhiên anh bán cho người ta, anh lỗ 40 rồi cái... anh nói mình lỗ là điều tất nhiên, anh em thấy anh em thấy anh này anh lương lẹo ghê không đó, mà không biết cái trường hợp câu chuyện này như thế nào. Thì anh này anh làm bên gieo tinh bò với gieo tinh heo ha đó. Thì nói chung thật sự là anh có thể anh lên mạng anh nói xấu em, chứ em không bao giờ nói xấu anh, em chỉ nói là những cái gì cái đúng thôi, những cái sự thật ha, để anh em mình hiểu hơn. Tại vì trên mạng thì nói chung nó có ảnh hưởng rất là lớn, khách hàng nhiều khi mình vô bình luận rất là ảnh hưởng, bởi nhiều khi cái những cái dạng mà anh em mà người ta biết mình, người ta nói tốt như mình em rất là quý, còn những anh em mà chưa biết mình mà tự nhiên vô nói ừ thấy này bán xe mắc, thấy này bán xe rẻ, em cũng không nói gì hết, nó tại vì nghĩ trên mạng thôi. Còn cái anh này anh đã từng mua xe mình, từng biết mình, mà nói chuyện từ không nó có, chuyện có nó không,
ăn đằng sống nó đằng gió gì em không chịu ha. Anh em thấy không, thì anh này là nhất trung đủ ha. Thì anh này cũng có gieo tinh bò theo sẵn đây, anh em nào có nhu cầu mà gieo tinh ở cầu ngang Trà Vinh thì liên hệ cho ảnh. Nói chung em cũng không bao giờ nói gì xấu anh hơn, nhưng mà em nên góp ý anh ha, là anh nên suy nghĩ lại cái hành động của mình, cái lời nói của mình ha. Mình là người đàn ông chứ không phải đàn bà, nói là phải chuẩn, có hãy nói, không có đừng nên nói vậy để ảnh hưởng đến người khác. Thì anh em nào có nhu cầu gieo tinh bò, gieo tinh heo liên hệ cho anh này luôn, sẵn đây em giới thiệu ảnh ha, số điện thoại anh này anh em ha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu gieo tinh gieo bò thì liên hệ cho ảnh. Thì anh này cũng khá là nổi tiếng ở Trà Vinh đó anh em ha, anh này cũng làm ăn cũng được. Thì anh em nào có nhu cầu làm ở đấy thì liên hệ cho ảnh ha. Anh cũng rất là dễ thương mà không biết sao anh nói em vậy thôi, chứ em thì cũng bình thường thôi. Ok, cảm ơn anh em mình nha, chúc anh em mình...